Thưa quý vị, sáng nay 17 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến nhằm đánh giá thực trạng của thị trường bất động sản, những khó khăn nội tại của các doanh nghiệp, khó khăn về thị trường, các vướng mắc về cơ chế, chính sách, thủ tục đầu tư, đề xuất giải pháp đối với lĩnh vực bất động sản và các lĩnh vực liên quan để thúc đẩy thị trường bất động sản tiếp tục phát triển lành mạnh, bền vững. Cùng dự hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, lãnh đạo các bộ Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công an, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, hai Ủy ban Kinh tế, Pháp luật của Quốc hội, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các nhà phát triển bất động sản lớn, các chuyên gia về tài chính, bất động sản. Theo Bộ Xây dựng, thị trường bất động sản có vai trò đóng góp quan trọng trong nền kinh tế và tác động ảnh hưởng nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Theo thống kê, đóng góp của ngành xây dựng và bất động sản trong GDP các năm gần đây khoảng 11%, trong đó đóng góp của ngành bất động sản trực tiếp và gián tiếp thông qua các lĩnh vực khác khoảng 4,5%. Năm 2022, nguồn cung nhà ở khan hiếm, cơ cấu sản phẩm nhà ở nghiêng về phân khúc nhà ở trung cao cấp, nhà ở cho người thu nhập thấp, thiếu, cơ cấu sản phẩm bất động sản bình dân giảm từ 20% trong năm 2019 xuống còn 5% trong năm 2022. Số lượng dự án triển khai rất hạn chế. Đối với dự án phát triển nhà ở thương mại, cả nước có 126 dự án với trên 55.700 căn hộ được cấp phép. Có 466 dự án với trên 228.000 căn hộ đang được triển khai xây dựng. Có 91 dự án với trên 18.200 căn hộ đã hoàn thành xây dựng. Đối với dự án nhà ở xã hội, trên cả nước có 9 dự án được cấp phép mới với quy mô 5.526 căn hộ. Có 114 dự án với gần 6.200 căn hộ đã hoàn thành xây dựng. Có 27 dự án với trên 8.200 căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, theo thông báo của các sở xây dựng. Đối với nhà ở công nhân, trên cả nước có 2 dự án được cấp phép mới với quy mô trên 1.700 căn hộ. Có 1 dự án với 32 căn hộ đã hoàn thành xây dựng. Có 4 dự án với trên 2.300 căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, theo thông báo của các sở xây dựng. Lượng giao dịch bất động sản năm 2022 tăng so với năm 2021, tuy nhiên vẫn giảm so với trước khi có dịch COVID-19. Nhìn chung trong năm 2022, giá bán được điều chỉnh về giá trị thực, các sản phẩm phù hợp nhu cầu ở thực, có thanh khoản tốt trong dài hạn và nhu cầu cho thuê cao vẫn ghi nhận tỷ lệ hấp thụ tốt. Tuy nhiên, lượng giao dịch không cao bởi việc hạn chế khoản vay tín dụng không chỉ ảnh hưởng đến nhà đầu tư mà còn khiến những người có nhu cầu ở thực khó tiếp cận khoản vay. Trong khi đó, cơ cấu nguồn cung chủ yếu là các sản phẩm cao cấp, mặc dù đã áp dụng nhiều chính sách ưu đãi, chiết khấu nhưng giá bán vẫn ở mức cao. Giá bất động sản đặc biệt là nhà ở, đất nền liên tục tăng trong quý 1 và 2, quý 3 chững lại và quý 4 có điều chỉnh giảm ở một số dự án nhưng không nhiều, hầu hết vẫn giữ ở mức cao đã thiết lập cuối quý 2. Căn hộ cao cấp có mức giá trên 50 triệu đồng một mét vuông, chiếm 37% thị trường. Căn hộ trung cấp có giá khoảng từ 25 đến 50 triệu đồng một mét vuông, chiếm 15%. Căn hộ bình dân giá rẻ có giá dưới 25 triệu đồng một mét vuông hầu như không có. Thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho thấy dư nợ tín dụng bất động sản đến cuối năm 2022 đạt khoảng 2,58 triệu tỷ đồng, tăng trên 24% so với cuối năm 2021, là một trong những lĩnh vực tăng trưởng cao nhất và chiếm tỷ trọng lớn 21,2% tổng dư nợ đối với nền kinh tế, cao nhất trong 5 năm qua. Trong đó chủ yếu tập trung vào nhu cầu tiêu dùng, tự sử dụng, kinh doanh bất động sản tăng 11,5%, chiếm tỷ trọng trên 31%, dư nợ tín dụng tiêu dùng, tự sử dụng tăng trên 31%, chiếm tỷ trọng trên 68%. Theo phân khúc, dư nợ cho nhu cầu nhà ở chiếm trên 62%, quyền sử dụng đất chiếm gần 21%, khu công nghiệp và khu chế xuất 2,67%, khu nhà ở hội 0,71%. Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tính đến ngày 28 tháng 10 năm 2022, khối lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 328,9 nghìn tỷ đồng, giảm 25,2% so với cùng kỳ năm 2021 và có xu hướng giảm dần qua các quý. Trong đó, các doanh nghiệp bất động sản chiếm gần 28% trong tổng khối lượng phát hành. Theo số liệu thống kê sơ bộ của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, tính đến ngày 25 tháng 12 năm 2022, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ khoảng 2 triệu tỷ đồng, trong đó của doanh nghiệp bất động sản là 419.000 tỷ đồng, chiếm 33,6%. Theo số liệu báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố,
nguồn vốn ngoại FDI đầu tư vào lĩnh vực bất động sản cả năm 2022 đã tăng thêm 1,85 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 70% so với năm 2021 và giữ vị trí thứ hai trong các lĩnh vực thu hút vốn đầu tư FDI năm 2022 với tổng vốn đầu tư hơn 4,45 tỷ đô la Mỹ, chiếm trên 16%, chủ yếu tập trung vào thị trường bất động sản công nghiệp và một số dự án bất động sản lớn. Hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng, phát hành trái phiếu và huy động vốn của khách hàng, dẫn đến doanh nghiệp thiếu vốn phải giãn tiến độ, dừng triển khai thực hiện dự án. Trong 2 tháng cuối năm 2022, trái phiếu đến hạn của các doanh nghiệp bất động sản chiếm trên 38% tổng giá trị trái phiếu đến hạn, trong đó 99,6% trái phiếu đáo hạn của các doanh nghiệp bất động sản có tài sản bảo đảm. Phát biểu ý kiến khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các đại biểu đánh giá khách quan, trung thực tình hình, từ đó phân tích kỹ nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan, từ đó đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phù hợp kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường phải phù hợp với quy luật cung cầu, cạnh tranh, nhưng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường, đổi lấy tăng trưởng đơn thuần. Tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận và xử lý là như vậy để bảo đảm các cân bằng giữa lãi suất với lạm phát, chính sách tiền tệ với chính sách tài khóa, tăng trưởng với lạm phát, tình hình trong nước và nước ngoài. Đối với thị trường bất động sản, phải tuân thủ quy luật cung cầu của thị trường, nhưng vấn đề chúng ta phải tìm điểm cân bằng của cung cầu chính là giá cả. Chúng ta phải phân tích xem liệu giá cả bất động sản đã phù hợp với thu nhập bình quân đầu người chưa? Phải chăng chúng ta đang lệch pha về cung cầu nhà đất? Sau hội nghị này, trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Chính phủ dự kiến sẽ ban hành một nghị quyết về một số giải pháp tháo gỡ, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững để tổ chức thực hiện hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ trên tinh thần chân thành, thẳng thắn. Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự và chủ trì phiên làm việc của Ủy ban Kinh tế cho ý kiến về một số vấn đề còn có nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật hợp tác xã sửa đổi. Theo kế hoạch, dự án luật này sẽ được Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 5 tới. Báo cáo của Ủy ban Kinh tế cho thấy hiện vẫn còn một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau như tên gọi dự án luật, luật hóa các nội dung liên quan đến liên đoàn hợp tác xã, vai trò vị trí của tổ chức đại diện liên minh hợp tác xã. Nhiều ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị chưa luật hóa các nội dung liên quan đến liên đoàn hợp tác xã tại dự thảo lần này mà chờ việc thí điểm một số liên đoàn hợp tác xã theo đúng chủ trương của Nghị quyết 20. Chủ tịch Quốc hội cho rằng cần làm rõ vị trí của liên đoàn hợp tác xã là một tổ chức kinh tế hay hiệp hội. Cơ sở thực tiễn về tổ chức này chưa có, cơ sở pháp lý chưa có. Theo nguyên tắc, chưa làm rõ, chưa đủ chín thì chưa đưa vào trong luật. Về vai trò trách nhiệm của liên minh hợp tác xã và tổ chức đại diện, quy định trong dự thảo hiện hành còn mờ nhạt, cần củng cố tăng cường hơn. Về hoạt động tín dụng nội bộ, nhiều ý kiến đề nghị cần thiết bổ sung trong dự thảo các quy định mang tính nguyên tắc làm cơ sở để chính phủ quy định chi tiết về tín dụng nội bộ nhằm tạo cơ sở pháp lý, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn trong hoạt động của các hợp tác xã theo quy định của pháp luật. Đối với quy định về cơ quan tiến hành kiểm toán, quy trình cách thức kiểm toán hợp tác xã để tránh gây khó khăn, cản trở hợp tác xã trong quá trình hoạt động. Chương trình tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Bộ Tài chính vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 65 về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Trường hợp doanh nghiệp không thể thanh toán gốc và lãi trái phiếu bằng tiền có thể đàm phán với nhà đầu tư để thanh toán bằng tài sản khác như sản phẩm bất động sản theo nguyên tắc tuân thủ quy định của pháp luật dân sự, pháp luật chuyên ngành, pháp luật có liên quan và phải được người sở hữu trái phiếu chấp thuận. Cùng với đó, dự thảo cũng đề xuất cho phép các trái phiếu đã phát hành trước đây còn dư nợ được đàm phán để thay đổi kỳ hạn của trái phiếu, thời gian tối đa là 2 năm. Tổ chức đánh giá tín dụng Moody's cho biết lạm phát đã đi qua đỉnh ở hầu hết các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương và đang theo xu hướng giảm dần, trong đó có thông tin cụ thể về trường hợp của Việt Nam. Nguyên nhân chính hạ nhiệt lạm phát ở khu vực châu Á là do giá dầu thế giới đã giảm khá nhiều từ đỉnh và giá lương thực thực phẩm cũng đã đi xuống. Về trường hợp của Việt Nam, Moody's cho rằng lạm phát sẽ đạt đỉnh trong quý 1 năm nay và sau đó giảm dần. Hiện nay, nhiều yếu tố tác động đến lạm phát ở Việt Nam như giá thực phẩm, giá nhiên liệu, đồ dùng gia đình và chi phí xây dựng. Sắp tới, khi có những thay đổi về giá điện, việc kiểm soát lạm phát sẽ cần lưu tâm hơn.
Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án 2 vừa báo cáo Bộ Giao thông Vận tải kết quả rà soát phương án triển khai các nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng tuyến chợ mới Bắc Cạn với chiều dài 28,7 km theo quy mô cao tốc 4 làn xe, tốc độ thiết kế từ 80 đến 100 km/h. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 5.750 tỷ đồng. Thời gian khởi công dự kiến trong tháng 2 năm 2024 và hoàn thành năm 2026. Khi hình thành tuyến chợ mới Bắc Cạn sẽ hoàn thiện cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên-Bắc Cạn, tăng cường kết nối, nâng cao năng lực khai thác, giảm thiểu tai nạn giao thông, đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang vận tải từ Bắc Cạn đến các địa phương vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Thưa quý vị, đẩy mạnh đào tạo thêm kỹ năng nghề cho người lao động để họ có thể tham gia nhiều công đoạn khác nhau trong sản xuất, cũng như giúp người lao động có thể chuyển đổi công việc khi doanh nghiệp mở rộng sản xuất hoặc chuyển đổi hướng kinh doanh. Đây cũng là một giải pháp được nhiều doanh nghiệp thực hiện, nhất là giai đoạn đầu năm nay, để người lao động không phải nghỉ việc trong tình trạng đơn hàng bị cắt giảm. Sau 3 năm làm việc tại công ty, một số công nhân có năng khiếu về thiết kế được công ty này cho đi học thêm về AI để có thể tham gia thêm một số khâu khác trong công đoạn sản xuất. Công ty cũng đã tạo cho em một cơ hội rất lớn, đó là cho em đi học thêm về AI để cho em phát triển bản thân hơn. Trong thời gian gần đây thì công ty có tạo điều kiện cho em đi học thêm lớp đào tạo AI của công ty ạ. Để em có thêm cơ hội để mở mang kiến thức cho bản thân và cũng tạo những cơ hội mới hơn so với công việc hiện tại ạ. Đào tạo người lao động bao gồm đào tạo nâng cao, đào tạo chuyển đổi là xu hướng được nhiều doanh nghiệp lớn hiện nay thực hiện. Một số tập đoàn lớn còn có riêng trung tâm đào tạo nguồn nhân lực để phục vụ cho công tác đào tạo này. Hiệu quả của công tác này được đo đếm ngay lập tức khi doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng sản xuất truyền thống và phải chuyển sang một số đơn hàng sản xuất sản phẩm mới, nhưng công nhân vẫn có thể tiếp tục công việc, không bị sa thải. Sẽ đào tạo thành những cán bộ công nhân đa năng, có nghĩa là một người có thể làm được nhiều công đoạn. Đấy, thì như vậy thì chúng tôi sẽ có một cái nguồn cán bộ sản xuất chất lượng và chuyên nghiệp thì để đáp ứng được những cái đơn hàng khó. Tuy nhiên hiện nay, hoạt động đào tạo lao động trong doanh nghiệp vẫn chưa có cơ chế hoàn thiện nên còn mang tính cục bộ tự phát. Để khuyến khích doanh nghiệp tham gia sâu một cách có hệ thống, cần thêm những cơ chế chính sách để các doanh nghiệp có công nghệ mới, kỹ thuật mới tham gia đào tạo kỹ năng nghề cho người lao động. Có như vậy mới tăng tính chống chịu của doanh nghiệp và nền kinh tế trước những tác động thiên tai, dịch bệnh và kinh tế toàn cầu. Tiếp theo chương trình, bắt tạm giam giám đốc trung tâm đăng kiểm Đà Nẵng. Tăng cường kiểm tra kiểm soát an toàn thực phẩm mùa lễ hội. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bắt tạm giam ông Bùi Văn Tấn, giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thành phố Đà Nẵng và hai người liên quan là Lương Ngọc Vũ, đăng kiểm viên, Lương Kim Quang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và kỹ thuật LKQ để điều tra về tội nhận hối lộ. Theo điều tra bước đầu xác định, khi tiến hành việc đăng kiểm xe cơ giới, đăng kiểm viên Lương Ngọc Vũ thấy có nhiều xe thay đổi kết cấu thiết kế không đúng với điều kiện cấp giấy chứng nhận đăng kiểm. Vũ liên hệ với người thân là Lương Kim Quang để lập công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và kỹ thuật LKQ nhằm làm hồ sơ hợp thức hóa cho các phương tiện trên. Chủ xe hoặc người đưa xe đi đăng kiểm phải đưa tiền cho Vũ. Vũ chia số tiền này cho giám đốc là ông Bùi Văn Tấn. Sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và kỹ thuật LKQ dừng hoạt động, Vũ và Quang sử dụng các hồ sơ đã ký khống để hợp thức hóa thủ tục đăng kiểm cho nhiều xe có cải tạo, thay đổi kết cấu. Số tiền có được cả ba người chia nhau. Qua phản ánh của truyền hình nhân dân và cơ quan báo chí, thời gian qua, thành phố Đà Lạt đã tổ chức đấu giá mặt bằng làm bãi đậu xe trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, giá trúng thầu cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm. Tại một số bãi đậu xe xảy ra tình trạng lấn chiếm ra ngoài phạm vi mặt bằng, làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự và mỹ quan đô thị. Ngày 16 tháng 2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ra văn bản chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng nói trên.
Tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt ra soát kiểm tra trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định, phê duyệt giá khởi điểm và quá trình tổ chức đấu giá cho thuê mặt bằng làm bãi đậu xe trên địa bàn thành phố, đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành để xác định rõ nguyên nhân giá trúng thầu cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm đã được phê duyệt, ra soát lại quá trình nộp thuế và nghĩa vụ tài chính của các đơn vị thuê mặt bằng bãi đậu xe trong thời gian trước khi tổ chức đấu giá, chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh khắc phục tình trạng lấn chiếm ra ngoài phạm vi mặt bằng để đảm bảo tầm nhìn, an toàn giao thông và trật tự đô thị trong khu vực. Báo cáo kết quả hoạt động về Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 28 tháng 2 năm 2023. Thời điểm sau Tết Nguyên đán, nhu cầu người dân đi du xuân tham quan danh lam thắng cảnh lễ hội tăng cao, kéo theo nhu cầu ăn uống tại các nhà hàng tăng. Lợi dụng tình trạng trên, nhiều tổ chức cá nhân đã nhập lậu mặt hàng thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ đưa về nội địa tiêu thụ nhằm thu lợi bất chính. Vừa qua, gần 10 tấn thực phẩm bao gồm chân gà và lòng lợn được cất trong kho lạnh và trên nền ẩm mốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không rõ nguồn gốc đã bị Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Giang tiến hành thu giữ. Còn tại tỉnh Quảng Trị, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện và tiến hành kiểm tra gần 6.000 sản phẩm kẹo, hơn 100 kg gà sấy khô. Tất cả số hàng này đều không có nguồn gốc xuất xứ, không có công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. Thứ nhất là vận chuyển từ phía Việt Nam sang tiêu thụ trên các cái khu vực biên giới và sang địa bàn Lào. Hai là vận chuyển thực phẩm bẩn từ phía Lào về Việt Nam. Các loại thực phẩm như các cái bộ phận của các gia súc, gia cầm hư hỏng, không đảm bảo an toàn thực phẩm. Sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, lực lượng chức năng lên ngành cả nước liên tiếp kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến thực phẩm 30, không có hóa đơn chứng từ, không có nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Về phía Trung Quốc cũng đã nới lỏng cái việc ngăn chặn zero covid, hàng hóa đã được lưu thông giữa hai quốc gia và trong đó có những một số mặt hàng thực phẩm bẩn do các cái tổ chức cá nhân cố tình kinh doanh để trục lợi. Mặt khác là trong thời gian qua chúng ta cũng có thể thấy là do cái sức mua của người dân trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua đã bị giảm sút, dẫn đến nhiều hàng hóa là không tiêu thụ được, và trong cái dịp sau Tết thì các cái tổ chức cá nhân đang tìm mọi cách để tiêu thụ các cái hàng hóa còn tồn. Bên cạnh việc các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, người dân khi phát hiện các hành vi này cần thông báo với cơ quan có thẩm quyền để kịp thời xử lý. Thưa quý vị và các bạn, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa đưa ra cảnh báo về tình trạng ngộ độc vào thời điểm mùa xuân và đầu mùa hè do người dân sử dụng các thực phẩm có chứa độc tố tự nhiên. Hàng năm vào thời điểm mùa xuân và đầu mùa hè, đặc biệt là tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên, thường xảy ra các vụ ngộ độc do người dân sử dụng các thực phẩm có chứa độc tố tự nhiên như nấm độc, hoa quả rừng, cây rừng. Trong đó đã có những trường hợp tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề dù đã được cứu chữa kịp thời. Cục An toàn Thực phẩm khuyến cáo người dân không sử dụng các thực vật lạ có nguy cơ gây ngộ độc như nấm rừng, cây củ, quả rừng lạ. Chú ý hướng dẫn biện pháp chế biến bảo đảm an toàn đối với các sản phẩm mang tính truyền thống hoặc tập quán của địa phương, tập trung vào các đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa. Người dân sau khi xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ ngộ độc phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu, điều trị kịp thời. Thưa quý vị, khoảng 57.000 ảnh tư liệu lịch sử thuộc quyền sở hữu của Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam và hơn 10.000 ảnh của Viện Viễn Đông Bắc Cổ Pháp đã được trích dẫn cụ thể, cho phép xem trực tuyến từ mọi nơi. Đây là những bức ảnh tư liệu được chụp trong khoảng thời gian từ đầu thế kỷ 20 cho đến những năm 1980. Kho ảnh tư liệu của Viện Viễn Đông Bắc Cổ còn có chứa các tư liệu khoa học về các di tích, các cuộc khai quật khảo cổ học, nghi lễ tôn giáo, hiện vật bảo tàng, tài liệu sao in, ảnh chụp từ không trung. Đặc biệt, các bức ảnh chụp các di chỉ, hiện vật khảo cổ, các quá trình khai quật, khu vực khai quật tại một số vùng miền ở Việt Nam, ảnh chụp các di tích văn hóa, di chỉ hiện vật nghệ thuật Chăm, các tháp ở Thánh địa Mỹ Sơn, trong đó ảnh một số tháp hiện nay không còn nữa, là những tư liệu lịch sử rất có giá trị đối với công tác nghiên cứu.
Thưa quý vị, sáng nay, Hiệp hội Du lịch Hà Giang và Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang đã tổ chức khai mạc trại sáng tác mỹ thuật năm 2023 với chủ đề Hà Giang, nơi gặp gỡ đất trời tại huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Đây là lần đầu tiên trại sáng tác mỹ thuật với chủ đề Hà Giang, nơi gặp gỡ đất trời được tổ chức, với mong muốn tạo sân chơi cho các họa sĩ trên mọi miền Tổ quốc được trực tiếp trải nghiệm và cảm nhận cảnh quan, văn hóa cũng như con người của mảnh đất Hà Giang. Với sự tham gia của gần 30 họa sĩ, các tác giả sẽ có 4 ngày lựa chọn đề tài và sáng tác các tác phẩm với nhiều đề tài đa dạng. Đồng thời, các họa sĩ đã thống nhất với Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang sẽ để lại toàn bộ những bức tranh mà vẽ trong vòng 4 ngày hội trại ở đây để Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Giang bán, đấu giá theo hai hình thức cả trực tiếp và trực tuyến. Toàn bộ kinh phí thu được ở buổi đấu giá bán tranh đó sẽ được Hiệp hội Du lịch Hà Giang sử dụng vào mục đích mua cây xanh để trồng phủ xanh biên giới, toàn bộ biên giới của tỉnh Hà Giang. Và cụ thể là năm nay sẽ trồng ở phủ xanh biên giới của huyện Vị Xuyên. Trực họa luôn là trải nghiệm sáng tác đầy thú vị và giàu cảm xúc, mang đến nguồn năng lượng dồi dào và mới mẻ. Điều này không chỉ giúp các họa sĩ rèn luyện kỹ năng xử lý chất liệu, màu sắc, nâng cao tay nghề, mà quan trọng hơn là duy trì cảm hứng sáng tạo. Và trong những cái buổi trực họa này, chúng tôi được cùng với thiên nhiên, cùng với thời điểm, cùng với hoàn cảnh, cùng với lại cái tất cả các không khí của thiên nhiên lúc chúng tôi sáng tác và lấy thiên nhiên làm đối tượng và chúng tôi lại hòa nhịp vào với lại thiên nhiên đó. Thì đây là một cái hoạt động rất thú vị đối với các họa sĩ. Và chúng tôi cũng muốn góp phần nhỏ bé là đem những cái tác phẩm của mình để góp phần xây dựng quê hương Hà Giang một cách thêm giàu đẹp và trở nên tươi đẹp hơn. Đây là một trong các hoạt động mà Hiệp hội Du lịch Hà Giang phối hợp tổ chức nhằm thúc đẩy và quảng bá hình ảnh của mảnh đất nơi địa đầu Tổ quốc. Tiếp theo trong phần tin quốc tế, Liên Hợp Quốc kêu gọi viện trợ 1 tỷ đô la Mỹ cho Thổ Nhĩ Kỳ. Nga-Ukraine trao đổi hơn 100 tù binh. Tiếp tục cập nhật những tin tức về hoạt động của đội cứu hộ quân đội nhân dân Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong những ngày qua, máy móc, trang thiết bị và đặc biệt là chó nghiệp vụ đã được sử dụng tối đa năng lực tại hiện trường những đống đổ nát. Chui sâu vào những vị trí nghi ngờ có nạn nhân mắc kẹt, cả những nơi khó khăn, nguy hiểm nhất, người bình thường không thể vươn tới. Không nề hà băng qua đống đổ nát, những chú chó cứu hộ miệt mài cùng huấn luyện viên rà soát kỹ những khu vực nghi ngờ. Khi đưa chó nghiệp vụ vào trong hiện trường tìm kiếm cứu nạn trong hiện trường sập đổ công trình, chúng tôi tháo bỏ toàn bộ những cái áo chống rét cho chó nghiệp vụ cũng như tất của chó nghiệp vụ để chó nghiệp vụ thuận tiện trong quá trình tìm kiếm nạn nhân không bị mắc kẹt vào những cái thanh sắt hay là những cái tấm tôn trong hiện trường. Và đặc biệt là cái chân của chó nghiệp vụ nó có một cái giác cam rất là nhạy bén. Khi chúng ta đi dạy cho chó nghiệp vụ vào hoặc đi tất cho chó nghiệp vụ của chó nghiệp vụ vào, hạn chế khả năng cảm nhận của chó nghiệp vụ. Những máy móc này nhiều ngày qua đã đào xới cả một khu vực rộng lớn nhưng không có định hướng rõ ràng. Từ khi có đội chó nghiệp vụ và công binh của Việt Nam trợ giúp, công việc đã hiệu quả hơn. Các chú chó nghiệp vụ những ngày qua đã phối hợp với những máy móc dò tìm hiện đại, tìm kiếm chính xác các vị trí ban đầu, nghi ngờ có nạn nhân mắc kẹt. Đội cứu sập đã phát hiện được một nạn nhân, nghi ngờ nạn nhân vẫn còn sống. Xin chỉ thị của thủ trưởng. Hết. Sau máy rô 900 thì xác định được là nạn nhân ở cách cái vị trí chúng tôi soi chiếu khoảng 2m đến 2m rưỡi. Đấy, nạn nhân nghi ngờ thì vẫn còn sống. Nhịp tim ở đây bảo xanh lên. Uzun bombalı kepçe vardı onu buraya çağır. Ne senin kim? Báo cáo chỉ tiêu tôi thông tin. Chó nghiệp vụ phát hiện vị trí có một hơi người tại vị trí nơi nóng. Hiện tại đang là giai đoạn cuối của công tác tìm kiếm cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ và mọi thứ vẫn còn rất ngổn ngang. Trong khu nhà này được xác định là vẫn còn một nạn nhân bị mắc kẹt và hy vọng là với sự xuất hiện của đội cứu hộ cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam thì chúng ta sẽ tìm thấy những điều thần kỳ trong đống đổ nát kia. Ngày 16 tháng 2, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ 1 tỷ đô la Mỹ để giúp đỡ trên 5 triệu người bị ảnh hưởng bởi thảm họa động đất kinh hoàng hồi tuần trước tại nước này.
Khoản viện trợ 1 tỷ đô la Mỹ cho Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến được phân bổ làm 3 giai đoạn và sẽ tạo điều kiện cho các tổ chức cứu trợ khẩn trương triển khai các hoạt động giúp đỡ khắc phục hậu quả trận động đất lớn nhất trong vòng một thế kỷ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Gói hỗ trợ sẽ tập trung vào đảm bảo an ninh lương thực, an toàn của người dân, giáo dục, nước uống và nơi ở. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã hối thúc cộng đồng quốc tế tăng cường và hỗ trợ đầy đủ ngân sách cho các nỗ lực ứng phó với thảm họa. Theo số liệu cập nhật mới nhất của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, trên 9 triệu người tại nước này đã bị ảnh hưởng trực tiếp bởi trận động đất, khiến gần 42.000 người thiệt mạng. Động đất kéo theo hàng loạt các thách thức khác, hàng trăm nghìn người, đặc biệt là trẻ em và người cao tuổi, hiện nay đang thiếu nước sạch, lương thực, thuốc men và nơi trú ẩn đảm bảo trong điều kiện mùa đông nhiệt độ xuống thấp. Mỹ sẽ tiếp tục duy trì các kênh liên lạc với Trung Quốc bất kể căng thẳng liên quan sự cố khinh khí cầu vừa qua. Đây là tuyên bố của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman. Phát biểu tại Viện Nghiên cứu Brookings, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ bà Wendy Sherman cho biết Mỹ và Trung Quốc chưa bao giờ ngừng liên lạc và tìm cách hiểu lẫn nhau. Mặc dù Ngoại trưởng Antony Blinken mới đây đã hoãn chuyến thăm tới Bắc Kinh, theo bà Sherman, Mỹ không muốn xung đột với Trung Quốc và tin tưởng các nỗ lực ngoại giao nhằm tránh các tính toán sai lầm có thể dẫn tới xung đột. Bà Sherman khẳng định Mỹ không tìm cách phân tách khỏi Trung Quốc mà tìm cách giảm rủi ro khi có thể. Liên quan đến tình hình chiến sự tại Ukraine, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga ngày 16 tháng 2 thông báo Ukraine đã trao trả 101 tù binh sau các cuộc đàm phán. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay vận tải quân sự của lực lượng không quân vũ trụ Nga sẽ đưa các quân nhân được thả về Moscow để điều trị và phục hồi chức năng tại các cơ sở y tế của Bộ Quốc phòng Nga. Trong khi đó, ông Andriy Yermak, tránh văn phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết 100 binh sĩ và một thường dân Ukraine đã được phía Nga trao trả. Đầu tháng này, Tổng thống Zelensky cho biết kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột vào tháng 2 năm 2022, Ukraine đã đàm phán để Nga trao trả tổng cộng 1.762 người. Ngày 16 tháng 2, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới WB David Malpass đã thông báo quyết định từ chức sớm vào tháng 6 tới. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới WB, ông David Malpass, nêu rõ ông đã gặp các thành viên ban giám đốc WB và thông báo quyết định từ chức trước cuối tài khóa hiện nay của WB vào ngày 30 tháng 6 tới. Ông David Malpass được ban giám đốc WB bầu làm chủ tịch thứ 13 của định chế tài chính này vào ngày 5 tháng 4 năm 2019. Nhiệm kỳ 5 năm của ông bắt đầu từ ngày 9 tháng 5 năm 2019. Ông từng giữ cương vị Thứ trưởng Tài chính Mỹ phụ trách các vấn đề quốc tế, đại diện của Mỹ tại các tổ chức quốc tế như nhóm các nước công nghiệp hàng đầu thế giới G7, nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi G20 và Tổ chức Hợp tác Kinh tế và Phát triển OECD. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.